bàn thắng gây phẫn nộ ở vòng loại World Cup 2026. Eduardo Vargas ghi bàn trong lúc thủ môn đối phương chấn thương ở trận Chile thua Bolivia 1-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ hôm 11 tháng 9. Phút 39, trong lúc nhận đường truyền về từ đồng đội, thủ môn Carlos Lamper của Bolivia ngã xuống sân. Anh lập tức giơ tay báo hiệu chấn thương nặng và cần sự chăm sóc của đội ngũ nhân viên y tế. Lúc này, Vargas chạy tới lấy bóng rồi dắt thẳng về phía khung thành Bolivia trước khi sút vào lưới trống. Tiền đạo của Chile gây sốc khi giơ hai tay ăn mừng trước khi đưa bóng vào lưới, rồi dùng tay tạo hình trái tim hướng về khán đài. Động thái này tạo ra một cuộc xô xát giữa cầu thủ hai đội. Tiền vệ Robson Mather chạy đến chỗ Vargas và bày tỏ sự không đồng tình với cách đối thủ ghi bàn. Dàn cầu thủ Bolivia cũng vây lấy Vargas để trút giận. Tuy nhiên, Vargas dường như không quan tâm. Anh cố gắng chạy thoát khỏi đám đông cầu thủ Bolivia phẫn nộ, đồng thời tiếp tục thực hiện màn ăn mừng khi đang ở khu kỹ thuật đội nhà. Trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Chile bởi Vargas không phạm luật. Trong khi đó, thủ thành Lamper bật khóc, phải rời sân bằng xe cứu thương và được chẩn đoán bị đứt gân chân. Anh nhanh chóng lên bàn mổ tại bệnh viện ở Santiago, Chile. Hành động thiếu fair play của Vargas không thể giúp Chile có điểm. Phút 45 P1, Miguel Teixeira lập công, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bolivia trên sân khách. Đây là chiến thắng đầu tiên của Bolivia trên sân Chile trong lịch sử, và chiến thắng đầu tiên trên sân khách thuộc vòng loại World Cup kể từ năm 1993. Bolivia có 9 điểm, vươn lên vị trí thứ 8 và hơn Chile 4 điểm tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.